trên kênh VN Express gần đây đã đăng tải hình ảnh về một loại pháo phản lực mini được điều khiển tự động. Tuy mục đích chính của pháo là để chữa cháy nhưng với những quả nổ có thể mang đến 3kg đầu đạn và tầm bắn hiệu quả đến 250m và sử dụng cơ chế dẫn bắn tự động bằng thiết bị laser đo xa thì vẫn có thể ứng dụng cho quân sự cụ thể loại pháo phản lực mini này có thể được trang bị làm vũ khí chống tiếp cận cho những điểm đóng quân nhỏ lẻ của việt nam tại đảo trường sa ví dụ như đảo đá lát đá len đao đá lớn